Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay vua xe xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Về chính sách bán hàng, về giá cả cũng như là màu sắc của chiếc Toyota Fortuner Hiện tại thì Toyota Fortuner được Toyota Việt Nam nắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc Và có tất cả là 6 phiên bản có cái chính sách bán hàng cũng như là giá cả như sau Bản đầu tiên đó chính là bản Toyota Fortuner 2.4G Đây là cái phiên bản số sàn, máy dầu có giá niêm yết là 1.033 triệu và hiện tại đang được ưu đãi đến 93 triệu đồng tiền mặt, giá bán cụ thể là 940 triệu và sẽ được tặng thêm một gói phụ kiện khoảng 5 triệu, các bạn có thể lựa chọn như là dán phim và camera hành trình. Bản thứ hai đó chính là bản Toyota Fortuner 2.4G. Đây là phiên bản là số tự động một cầu, máy dầu có giá limit là 1 tỷ 096 triệu và hiện tại đang được uh, ưu đãi lên đến 40 triệu đồng. Giá bán cụ thể là 1 tỷ 056 triệu và cũng ưu đãi cho các bạn khoảng 5 triệu phụ kiện. Bản thứ ba đó chính là bản uh, Toyota Fortuner 2.8G số tự động. Đây là cái phiên bản uh, hai cầu máy dầu có giá limit là 1 tỷ 354 triệu và hiện tại chúng tôi đang giảm giá lên đến 115 triệu. Giá bán cụ thể là 1 tỷ 239 triệu Và cũng ưu đãi khoảng 5 triệu phụ kiện Bản thứ tư đó chính là bản uh, Toyota Fortuner 2.7V Đây là phiên bản uh, số tự động một cầu Có giá uh, yết là 1 tỷ 150 triệu Và là hiện tại đang ưu đãi được uh, 65 triệu Giá bán cụ thể là 1 tỷ 085 triệu Bản thứ năm là chính là chiếc uh, Toyota Fortuner uh, 2.7 V uh, số tự động TRD máy xăng. Uh, thưa các bạn 2.7 V là sẽ là máy xăng nhé có giá niêm yết là 1 tỷ 199 triệu và hiện tại uh, chúng tôi đang ưu đãi 30 triệu đồng giá bán cụ thể là 1 tỷ 169 triệu và cũng ưu đãi khoảng 5 triệu phụ kiện. Bản cuối cùng cũng sẽ là bản máy xăng Đó chính là chiếc Toyota Fortuner 2.7V Số tự động, đây là số tự động hai cầu máy xăng Có giá niêm yết là 1 tỷ 236 triệu Và hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ lên, lên đến, đến 65 triệu đồng tiền mặt Giá bán cụ thể là 1 tỷ 171 triệu Và cũng uh, tặng các bạn một gói phụ kiện khoảng 5 triệu đồng Hiện tại thì uh, Toyota Fortuner Bản 2020 có cái an toàn như sau Đó là được trang bị an toàn với hệ thống bảy túi khí Được trang bị hệ thống ổn định thân xe khi cua gấp VSC cực kỳ an toàn Trang bị hệ thống khởi hành ngang dốc và lùi lên dốc HAC Trang bị phanh địa bốn bánh sang trọng, cao cấp và an toàn Trang bị kiểm soát lực kéo TRC chống trượt trang bị đèn báo phanh khẩn cấp